Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ mang cây liều VIP mới vào chế độ Zumbai mới nhặt hòm. Rồi, cây này đam to vãi cả hàng ạ. Mới vào thôi đã có ngay đồ nhét vào mồm rồi. Tờm thế. Rồi, chị Cương Thi lại đây em nuốt chị luôn. Ủa, cái điện mới. Rồi, tao lại sợ mày quá cơ. Thằng này chắc chắn là có hàng Hàn Hóc với lại One Piece rồi. Thế mèo tay dài vừa cờ lờ ạ. Nó đã tước mất cái băng cố tích bảo vệ của mình rồi. Cái băng duy nhất có thể giúp mình tránh thai các kiểu. Nói hơi bị sai sai đấy. Cây này thì các bạn có thể kiếm trong cái sự kiện là mua cây M4A1 quái thú vô hình. Thiếu một tí thôi. Thằng đấy là của mình rồi. Và đấy cây này hơi bị nặng nên đi theo không kịp. Chứ pha đấy mà có thêm cái bút tăng tốc chạy thì tuyệt vời. Tại vì cây này nó rất là nặng. Các bạn chơi chế độ zombie thường thì nó rất là khắm đấy. Thế luôn. Thế như nào mà không biết là cứ vào chế độ zombie thường là ăn hình chấp màn thôi. Người ta thì cầm vũ khí cận chiến thì chạy nhanh hơn. Thế mèo là mình cầm vũ khí cận chiến này chạy chậm hơn người ta. Khắm thế hả rời. Và chúng ta đã có bút thêm tốc độ và nó bay rất là cao. Chúng ta sẽ cùng bay cao và bay xa. Rồi đi kiếm hàng nào. Đi la liếm. Cây này thì cái skin bên ngoài cũng rất là đẹp. Những cái hoa văn chi tiết chạm trổ trên cây này làm mình liên tưởng đến một cái vũ khí thần khí nào đấy. Nhưng méo biết, rất tiếc là mình méo biết là đây là cái vũ khí thần khí gì. Chịu. Méo xem phim nhiều. Chắc chắn là cây này có liên quan đến một bộ phim nào đấy rồi. Hay quá. Bây giờ. Úi dồi, tao lại sợ mày quá cơ. Hàng nó tự dưng nó cứ chạy vào mồm. Cảm ơn bạn Zoom Non nhá. Vì bạn mà mình có thêm một cận chiến rồi. Vĩnh biệt bạn, bạn về bới cắt bụi. Rồi gì đây. Hòm ở cái server Việt Nam thì nó rất là khắm. Bây giờ thì khi mà update lên cái phiên bản này thì nó bớt khắm đi rồi. Chúng ta sẽ được nhặt rất là nhiều của cái RBK VIP Inferno. Anh em sau này thì đừng có sợ hòm nó nhập vào người. Hòm nó nhập vào người thì toàn đồ ngon thôi. Anh em cứ yên tâm. Bây giờ sẽ không còn đua cắt linh gốm sứ và ba z các kiểu. Chắc chắn là xui lắm thì mới gặp như thế đâu. Rồi chúng ta bây giờ sẽ lên quay tay. Quay tay thật nhiều vào, vận may sẽ đến. Mong là như thế. Mình sợ là quay tay nhiều lắm thì vận xui nó cứ bám riết thôi. Đấy có sai đâu. Cái ánh mắt hiền viên đạn của những con cương thi này, nó nhìn mình mà chằm chằm như thế này biết làm sao. Đúng rồi, bạn ơi. Mình có gây thù chuốc oán gì với bạn đâu. Sao bạn lại hổ báo với mình thế? Từ từ thôi bạn ơi. Đừng có đuổi mình xuống dưới này. Mình sợ quá cơ. Mấy thanh niên này nhây với nhở. Hay quá, thằng tơ kia đã giết hero rồi. Bạn ơi, thực sự là pha đấy là cương thi nó hiếp mình kinh quá. Ui, biết ngay mà. Thế cũng không biến được. Đến thế à rồi. Pha đấy mình sờ ngay cái nút biến rồi mà nó biến không kịp cái tay thằng cương thi. Thắm. Đáng nhẽ pha đấy mà không lag thì sẽ biến được đấy, biến kịp đấy. Nhưng thôi, lỡ rồi. Hãy cho qua đi, chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Cây này thì thực sự khi mà các bạn vào chế độ cận chiến đơn ấy. Và bây giờ cái hôm nay thì không biết tại sao anh em toàn có cái vũ khí gì ta, Real VIP level 2. Không biết là anh em lấy chỗ nào cơ. Mình vào đây, mình vào cái chế độ đấu đơn mà mình ăn hình sấp mặt lờ luôn. Đáng nhẽ thì mình sẽ làm một cái clip đấu đơn về cái vũ khí này. Thế mèo nào đã lag rồi mà nó chơi toàn cây Real VIP level 2 thì bảo sao em ăn được. Lag đác thì có thêm một vài cây xẻng với lại búa. Cái búa mà ném ra, đập ra x2 đấy. Úi dồi ôi, nó khắm vờ cờ lờ. Không biết tả như thế nào được. Cái độ khắm của em nó. Úi dồi, cái gì đấy, lao luôn. Đời mà sợ muối à. Bạn này hơi bị sợ muối. Cái chế độ zombie này thì đam nó rất là to. Tao lại sợ mày quá. Úi dồi, pha đấy ấn cái nút chém thì không được. Vờ lờ. Úi dồi, đam to vãi cả hàng. Chế độ này phải gọi là chơi mắc phê, Zumbai mắc ăn hình. Hình nó phải gọi là nhét tường bao tải hình vào mồm. Rồi mình chắc chắn mong là không có trận nào làm Zumbai.
Ui trời ơi, bị mắc cái gì ấy? Cứ thấy rồi, cứ thấy cái thằng nào nó xoay xoay ở phía sau lưng rồi. Cảm giác hết hồn rồi. Thế meo nào, cuối cùng mình cũng làm được bài ạ. Đen quá. Rồi Thẩm Du này. Úi dồi. Này thì Thẩm Du, một phát thôi là lên thiên đàng rồi. Ê chết nhầm, gia nhập team Zumba rồi. Đen cho bạn. Và chế độ này thì mình bét rồi. Cầm gì mình cũng cân được. Trừ tơ thôi, cầm tơ trận này khắm lắm. Tơ nó khắm hơn Zumba nhiều. Zumba thì dễ chơi hơn. Úi dồi, bút lên một cái thôi là hero nó đi luôn. Úi dồi. Vai biến thần có bút đầu sắt 2 rồi. Đầu sắt cái quần què gì mà nó chém vài phát chết cái kia. Đầu sắt này là đầu sắt fake rồi. Rồi tơ lại cứ tưởng là tơ hút cần fake cơ. Thế meo nào vẫn giết được người. Chế độ này thì cầm tơ nó khám hơn. Chế độ bình thường thì cầm tơ nó phê hơn. Tại vì sao? Tại vì tơ dễ bị phát hiện. Còn chế độ này các bạn cầm y tá hoặc cương thi nó có bút thêm thì phải gọi là bá con nhà bác đạo. Nhất là cầm y tá ấy, các bạn cứ vào đây các bạn cầm y tá thôi. Cứ cầm y tá cho mình là trận nào trận đấy là các bạn sẽ không bị ăn hầy. Còn các bạn cầm những con khác thì cứ sấp mặt lờ trở lên thôi. Hoặc cầm cương thi cũng được, cầm cương thi cũng bá đạo phết. Nhưng khổ cái thì nó sẽ không cân được hero. Mình cảm giác mình cầm y tá mình cân được thôi. Y tá thì hero dễ bị lừa tình lắm. Anh em cứ lại khoe cái bờ mong bờ bưởi căng mộng thì kiểu gì tơ nó cũng gục thôi. Thế rồi, rồi. Nhặt được Stadium BSS. Tao sợ mày quá đấy. Rồi gì đây, hòm hòm cho mình nhá, cho mình nhá. Cái định mới GPK VIP. Đã đói rồi còn nhặt được mấy khẩu linh tinh. TMP thì cũng mạnh đấy nhưng mình không thích. Tại vì mình săn nhiều rồi. Đâm ra thì nó rất là nhàm chán. Cầm MG đi săn nó mới phê. Nó mới toát hết được cái đẳng cấp khi mà cầm MG đi săn. Với lại MG nó nhiều đã. Rồi thằng kia mất giáp. Lượn cho lắm vào. Đấy cái đấy là do ăn ở đấy. Người ta thường nói như thế. Bị thằng... hero bị thằng tơ nó hiếp từ trong từ sau nhà mà tới trước nhà. May là mất cái giáp. Không là đi luôn. Đúng rồi. MG gold hay lắm. Đấy tơ ơi, cút ra cho mình cái lượng cái hòm nào. Rồi đúng rồi. Tơ ơi, đen cho bạn rồi. Có bút cái gì đây? Ơ thằng này bút cái gì đầy máu này. Này thì đầy máu. Có lên mút hòm à? Có gì đây? Vai MG3. Hay lắm DM. Tao sợ mày quá. Tăng tốc lên level 2 rồi. Hình như cái này lên level 3 là hết. Nhưng càng bắn được nhiều kill thì nó sẽ càng bút được nhiều. Như thế thì phải gọi là đam vừa to này mà vừa chạy vừa nhanh. Chơi cái này bút kill dễ lắm. Cái này mà khi nào mình rảnh rảnh mình sẽ vào bút kill xem mắc được bao nhiêu kill. Chắc chắn rồi, phải thử xem là mình sẽ mắc được bao nhiêu kill. Cái này mà nếu mà bút 500 kill chắc cũng dễ thôi. Tại vì đam nó rất là to. Khi mà các bạn kill được nhiều thì đam nó to lắm. Có phải gọi là lên vùn vụt. Đam x1 cứ tính bình thường là x1 thì sau khi bút full thì mình nghĩ là cũng tầm x5 trở lên. Dã man lắm. Rồi, lỡ chân rất rồi. Hôm nay thì nó tặng bánh trung thu mình quên mang vào. Mình mang vào thôi nhưng bên này nó hiện cây khói. Cây smog vừa lờ. Rõ ràng là trang bị cây bom gì ta. Bánh trung thu. Đây, hàng đây. Cận chiến bạn ơi. Đừng làm gì nó, hãy để mình. Rồi, thôi xong rồi. Thiên nhiên này nhanh quá. Từ từ bình tĩnh, sau lưng. Hay lắm DM, mình sẽ đi nhặt hòm. Vòng lại nhặt hòm thôi. Khi mà vào chế độ này mình nghĩ là cận chiến nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Tại vì đam nó rất là to. Bình thường thì cận chiến đam bé lắm. Vào đây nó to vờ cờ lờ. Cái này mà cầm thêm sẻng VIP nữa thì không biết là mình sẽ lập được bao nhiêu cái kỷ lục cận chiến đấy rồi. Tơ nó lượn, kinh. Hết cả hồn. Bạn tơ ơi,
bạn học cái trường đào tạo bắc cua cái chỗ nào ấy, bay kiểu đấy thì làm hết hồn con nhà người ta. Nói té rồi, chúng ta sẽ đợi hero. Cái gì đây anh Tiến à? What the fuck? Tiến là Tiến xin trai à? What the fuck? Đấu giá đấy. Rồi, chúng ta sẽ cũng rồi. Ừ á, gọi đằng kia định mệnh. Mình sẽ nhặt cái hòm. Xem hòm có gì đây. Lựu đạn giúp bay. Đùa bố à? Hero. Xin hãy nhập vào người tôi. Tôi mình sẽ niệm thần chú. Hero. Thôi rồi, niệm nãy giờ méo coi hero. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Hết giờ bá rồi. Niệm nãy giờ méo coi hero. Rồi niệm phí mồm. Ê mèo nào. Mình nghĩ là hết giờ quá. Câu kéo cái thằng dung non này ra cận chiến thôi. Rồi. Bạn dung non ơi. Á à, đủ có hero này. Trận cuối mà thơm thế này thì đúng là tuyệt vời. Rồi bạn tơi. Bạn khó giết mình lắm. Mình chỉ chờ vào người bạn thôi. Lại đây. Lại đây. Cái định mệnh. Thằng mất dạy. Đứng lại. Chạy đâu nhở? Chạy đâu ấy? Ui dồi. Lại cho thằng kia ăn ạ. Trời ơi, đứng đó cũng chết bạn ơi. Ngu thế hả trời. Thằng khốn nạn này. Vờ lờ các thím. Nó chạy lại cho thằng kia ăn. Khốn nạn thật. Méo ngờ. Đường nào cũng chết. Thì thôi, hiến cho mình đi. Phát tự dưng hiến cho cái thằng Thẩm Du. Người đi săn đó nhé các bạn. Nên, ui dồi, hết giờ rồi. Vẫn top 1 này. Và mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. À, bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.